Chào các bạn, hôm nay Thoa sẽ hướng dẫn cho các bạn vị hoa năm cánh bằng cò bản. Cái này là Thoa mới sơn nè, để mình để vô vài da cái đã. Đây là cò bản, cò này là cò số 3 ha. Cò số 3 thì thường thường mình nhúng một miếng nước nè, một miếng giấy là có nước, miếng khô để mình lau cho cò nó khô. Thì bên này mình lấy nửa màu trắng, nửa màu đỏ làm xuống nhé các bạn. Đó, mình nhúng lại một lần nữa. Mình để làm gì? Để cho cái màu nó thấm vô các bạn, nó thấm vô cái cọ đó. Đó, thì ví dụ như vậy, mình để ra bị bông năm cánh nhé. Lúc nào cũng vậy nha các bạn, cái màu trắng á, nó luôn nằm ở ngoài nha. Ví dụ mình bị năm cánh tròn nè, mình xoay tay nè. Trước kia là mình dùng bằng bột nha, hất nhẹ xuống một cái ha. Trước kia thì mình dùng bằng bột, nhưng mà ví dụ mình thấy nó lem thì mình chùi đi. Trước kia thì mình dùng bằng bột, nhưng bây giờ thì mình dùng bằng nước sơn luôn. Tại bột á, các bạn biết sao, mua khách nó không có xài nhiều, mình để lâu nó bị khô. Mình xay tới cuối mình hất ha, cuối cái mình hất, tới cuối mình hất nha. Đây, nhớ là cái màu trắng luôn luôn để ở ngoài nha các bạn. Bên đây á, là mình chấm ra đây, mình xoay á. Mình xoay cái cọ này nha, mình xoay hất vô. Đó là ba cánh ha. Ba cánh. Đây mình chấm xuống đây. Mình chấm xuống ha. Cái mình vẽ mà bằng bột á, bột của nó thì nó sẽ đẹp và rõ nét hơn. Nhưng đây là thôi dùng bằng nước sơn. Mình ôm nha, mình xoay tròn cái cọ, mình hất vô. Các bạn thấy không? Đã được 4 cánh rồi. Đây là cánh thứ 5. Mình xoay nè. Mình để đây nha các bạn, mình để trước rồi xong bắt đầu mình làm trọng tâm, xong mình xoay nè. Xoay đủ nè, hất vô. Đó. Các bạn thấy không? Bắt đầu mình để khô nha. Đây mình để khô, sau đó mình mới làm nhụy nha các bạn. Mình để khô nha. Trong lúc mình để khô thì mình chùi cọ trước cái đã. Mình chùi cọ trước cái đã. Đó. Mình mấy bữa mình có một cái dĩa lớn, không biết cái dĩa lớn nó nằm ở đâu. Thì đây là màu xanh. Thì mình có thể rửa cọ lại bằng Acetone. Acetone sau đó mình chùi bên này nè, mình chùi này cho nó khô nè. Khô xong ha, khô xong phần này mình sẽ lấy một cái cọ bi nha các bạn. Cọ bi nè, mình chấm chính giữa nè. Đó, các bạn thấy không? Chấm chính giữa nha. Sau đó mình dùng bằng cái cọ nét nè các bạn ha. Cọ nét nè, mình tưa nhẹ ra. Mình tưa nhẹ ra nhé. Mình tưa nhẹ ra. Tưa nhẹ ra nha. Ok. Tưa nhẹ ra. Sau đó mình vẽ một cái cánh. Đây màu trắng đi, đây màu xanh. Mình cũng vuốt giống vậy, màu trắng nè, màu xanh nè. Mình vuốt để làm chi? Để cái cọ nó thấm vô cái. Các bạn nhớ nhận lúc nào
cũng màu trắng nó nằm trên nha. Đó, các bạn thấy cái lá không ha? Còn dưới đây mình cho một cái lá nữa đó ha. Mình đưa vô hơ cái đã, sau đó mình mới làm tua. Rửa cọ, mình rửa bằng một xíu Airstone ha. Airstone, mình rửa bằng Airstone nó cho nó sạch cọ, rồi mình vuốt cái cọ lại nha. Cọ nào cũng gì đây nè, cọ tóc nè, các bạn thấy không? Cành nét ha. Đó, sau khi còn như thế này nè, thì bây giờ nè, mình đi cái tua lên cho nó đẹp, tùy theo các bạn muốn trang trí như thế nào. Dù mình đi lên là từ đây là mình kéo lên nè, thấy không? Không các bạn, rồi mình kéo ở đầu đây nó vô nè, ha, mình chấm nè. Ha, các bạn. Đó, bên đây cũng vậy, mình kéo nó qua gì nè ha, bên đây mình kéo nó qua, thế là mình chấm bên đây mình trang trí gì đó các bạn. Mình muốn sắc nét và rõ hơn nữa để mà nó nổi bật thì mình cho một xíu kim tuyến lên, ví dụ như đây cho nó xíu cho đây đây. Cho nó nổi bật đó các bạn. Đây. Đó. Các bạn thấy không? Giờ tôi để vô cái đèn nè. Thôi sẽ cho thốt nhé. Thôi cho thốt. Mình để khoảng 30 giây. Dạ, 30 giây. Mình cho top nhé. Bạn thấy bông năm cánh không? Mình cho vô đèn. Các bạn nếu mà yêu thích những mẫu vẽ của Thoa cũng như là những cái bộ móng mà Thoa làm thì hãy đăng ký cũng như like, share và cũng giới thiệu đến bạn bè để mà mọi người cùng đăng ký kênh của Thoa để ủng hộ Thoa bằng để mà các bạn biết thêm về cái chương trình của Thoa nhiều hơn nữa, cũng như là những cái gì mà các bạn muốn hoặc yêu cầu thì comment ở dưới, cho ý kiến ở dưới thì Thoa sẽ gửi đến những cái video để các bạn xem và cũng như là trao đổi học hỏi lẫn nhau. Thì mong rằng các bạn hãy luôn luôn yêu thương Thoa bằng cách xem nhiều video của Thoa hơn nữa nhé. Và chương trình ca hát, nấu ăn, ăn thức ăn và các mẫu vẽ cũng như là về làm nail sẽ được hướng dẫn tận tình. Vì vậy mong rằng các bạn hãy like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Thoa. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hãy chia sẻ kênh của Thoa nhé các bạn. Bây giờ là các bạn coi đây đó, có đẹp không ạ? Hoa năm cánh của Thoa có đẹp không ạ? Nếu đẹp thì hãy cho Thoa một cái like, share cũng như là chia sẻ kênh của Thoa nhé, để mọi người cùng biết và đăng ký kênh của Thoa, ủng hộ Thoa nhé các bạn.